Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua, 27/9, khu vực ven biển và Nam Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 70mm như Phù Liễn, Hải Phòng, 72,4mm, Vĩnh Quỳnh, Hà Nội, 161,2mm, Yên Hòa, Hòa Bình, 83,4mm, Sầm Sơn, Thanh Hóa, 169,0mm, Lưu Kiền, Nghệ An, 81,8mm. Dự báo, trong ngày hôm nay 28 tháng 9, mưa to đến rất to và dông tiếp tục diễn ra ở Nam Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Việt Bắc, Đông Bắc Bắc Bộ lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Ngoài ra, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Thời tiết cả nước ngày thứ Năm, 28/9, thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, 3, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 28-30 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, ngày có rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng Hòa Bình và Nam Sơn La ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2, 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa.